Từ bao giờ mà đẹp trai thế? Mê mưng, đẹp trai quá. Hóa ra là ảo đã cởi ra rồi. Vậy thì sao? Giải cứu ba thầy trò rời khỏi đây. Người đầu tiên là Satan, chỉ thấy hắn bị yêu quái trói lại. Vậy thì hãy cởi trói cho anh ta. Sao ngờ hắn chỉ lắc đầu. Trong trường hợp đó, chỉ có thể lấy cà rốt ra khỏi miệng hắn trước, xem anh ta muốn nói gì. Đại sư huynh, nhanh giúp tôi gãi chân. Không tới được. Thì ra là ngứa chân rồi. Được rồi, tôi sẽ giúp bạn gãi. Phải rồi. Sau khi cào chân hắn, hắn sẽ cố gắng thoát khỏi sợi dây, trở thành một chuyên gia thể dục. Cảm ơn đại sư huynh đã giúp tôi gãi chân. Ôi mẹ ơi, ha ha ha. Như vậy đã cứu thành công Satan. Tiếp theo là bát giới. Lợn từ khi nào trở nên đẹp trai như vậy? Mê mưng, đói quá. Thì ra là đói rồi. Vừa vặn trên mặt đất có chỗ cơm cám, vậy nhanh chóng đưa cho anh ta ăn. Heo cũng không ăn. Ôi chao, khi nào bạn trở nên kén ăn như vậy? Vậy chúng ta tìm cái khác đi. Ồ, đúng rồi, vừa rồi nhà sư Cát có một củ cà rốt. Đặt nó vào tay Goku. Mang qua cho bác rồi nếm thử xem. Cà rốt nên ăn. Ăn thật đấy, nhưng cảm giác như anh ta chưa ăn no. Vậy chúng ta lại lắc mộ không một chút, xem còn món gì ngon nữa nhé. Thật sự lắc ra cây gậy vàng. Vậy thì ăn ngon nhé. Tôi tùy ý. Ừ. Ăn cơm rồi, mẹ ơi, ha 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 ha. Rõ ràng như vậy là không được, cho nên chúng ta chỉ cần lắc mộ không một chút thôi, sẽ rơi ra một miếng bánh lớn đưa cho bác giới. Thiếu sót của bạn làm ẩm cổ họng. Người cái này bác giới thật là nhiều yêu cầu. Tôi tìm nước cho anh ở đâu đây? Vừa vặn sư phụ đang uống trà. Mộ không, đừng nói, đám yêu quái này phục vụ tôi rất tốt. Nghe bạn nói vậy hình như là không muốn đi nữa. Đừng chỉ lo cho bản thân uống, đổ cho tôi một ly, lấy cho bác giới uống. Sư phụ, cách đổ nước này thật đặc biệt. Bạn yên tâm, tôi sẽ không nói với bác giới. Ha ha ha, nhanh chóng lấy nước ra cho bác giới uống. Bác giới sau khi ăn uống xong sẽ lập tức khôi phục lại nguyên trạng, phá vỡ chuỗi. Hôm cứ như vậy cũng không công cứu được bác giới. Chỉ còn lại một sư phụ hình như không đáng tin cậy lắm. Ồ, đúng rồi, chúng ta hãy quay lại và mang theo cây gậy vàng. Nếu như khi đó không tỉnh táo, cho hắn một đòn. Chúa ơi, đi trước đi. Tôi sẽ nghỉ một năm khỉ để đi tìm các bạn. Xem ra sư phụ, người muốn ép ta ra tay. Này này, vừa rồi bạn nói gì vậy? Tôi không nghe rõ, nói lại đi. Này Tây Thiên, khi sư phụ nói Tây Thiên, hãy cho hắn một đòn. Trực tiếp đưa hắn lên Tây Thiên, ha ha. Tôi theo duyên nội mông.